Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 3 năm 2014, bản tin hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về vụ việc máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích ở trên vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và Malaysia vào rạng sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, một máy bay chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia đã mất liên lạc với các trạm điều khiển không lưu vào sáng sớm ngày 8 tháng 3 khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Hãng hàng không này cũng xác nhận chiếc máy bay bị mất tín hiệu chỉ sau khoảng 2 tiếng cất cánh. Cụ thể là chiếc máy bay mất tích là loại Boeing B-777-200 mang số hiệu MH370 đã cất cánh từ Kuala Lumpur vào khoảng 23 giờ 21 phút ngày 7 tháng 3 theo giờ Việt Nam và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc vào lúc khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã bị mất tín hiệu vào lúc 0 giờ 20 phút giờ Việt Nam ngày 8 tháng 3, tức là khoảng chỉ hơn 2 tiếng sau khi cất cánh. Vị trí xác định mất tín hiệu ở vị trí là 5,56 độ Bắc, 103,35 độ Đông, thuộc vùng biển cách mũi Cà Mau 120 hải lý, khoảng 230 km về phía Tây Nam. Bộ Tư lệnh Hải quân và thông tin từ hệ thống radar của Hải quân vùng 5 của Việt Nam hiện cũng đã xác định vị trí máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích tại vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia, cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào khoảng 300 km. Và đây được cho là hình ảnh lần cất cánh cuối cùng của chiếc máy bay xấu số MH370 tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Đến thời điểm này, thì chính quyền Malaysia vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ chuyến bay này. Có thể nói là hiện giờ chỉ còn trông chờ vào sự may mắn, hy vọng số người thương vong thấp nhất và hy vọng với kinh nghiệm 18.365 giờ bay của cơ trưởng 53 tuổi người Malaysia thì ông đã tìm được phương án hạ cánh một cách an toàn nhất. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì những nguyên nhân khiến vụ máy bay Malaysia mất tích vẫn còn là một ẩn số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại diễn biến của vụ việc. Chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur vào khoảng 23 giờ 21 phút giờ Việt Nam và sẽ đến sân bay Bắc Kinh vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 3 theo giờ Việt Nam. 1 giờ 40 phút sáng theo giờ Việt Nam, hãng hàng không Malaysia cho biết chuyến bay số hiệu MH370 đã mất liên lạc với trạm điều khiển không lưu chỉ hơn 2 tiếng sau khi cất cánh. 8 giờ sáng, sân bay quốc tế Bắc Kinh bắt đầu đông nghẹt người. Hầu hết đều là người thân, trên chuyến máy bay xấu số, họ đều căng thẳng lo lắng, hoảng loạn chờ đợi thông tin của người thân. 10 giờ sáng, Trung tâm Cứu hộ Hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 0 giờ 20 phút, máy bay Malaysia bị mất tín hiệu ở vị trí 6 độ 56 phút Bắc, 103 độ 35 phút Đông, thuộc vùng biển cách mũi Cà Mau 120 hải lý, khoảng 230 km về phía Tây Nam. Và lúc 11 giờ sáng, Hải quân vùng 5 của Việt Nam đã xác định vị trí máy bay chở 239 người của Malaysia Airlines. 11 giờ 50 phút, nhà chức trách Trung Quốc cho biết không có bất cứ tín hiệu nào cho thấy máy bay đã đi vào không phận quốc gia này. 11 giờ 56 phút, theo Reuters, hãng hàng không Malaysia tuyên bố họ đã khởi động đội tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 12 giờ 40 phút, Hải quân vùng 5 của Việt Nam đã hoàn tất việc huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, chờ lệnh xuất phát triển khai cứu hộ chiếc máy bay gặp nạn của Malaysia. 13 giờ 30 phút, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng đã cử tàu tuần tra biển, máy bay để tìm kiếm máy bay bị rơi của Malaysia Airlines. 14 giờ 30 phút, tàu SR-413 xuất phát từ Vũng Tàu tiến về vùng biển phía Nam. Sau khi nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng, ngay trong chiều nay, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều lực lượng từ máy bay, tàu cứu hộ, tàu hải quân tham gia sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu máy bay Malaysia, được cho là đã bị mất tích trên vùng biển Malaysia, tiếp giáp với vùng biển của phía Nam nước ta. Sau khi nhận được thông tin chiếc máy bay của Malaysia mất liên lạc vào 9 giờ sáng nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã kiểm tra và xác nhận vị trí chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370.
Trong đầu giờ chiều nay, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu và phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, lực lượng hải quân điều tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu ra khu vực máy bay Malaysia bị rơi để cứu nạn. Đồng thời, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam điều một máy bay vận tải quân sự AN-26 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bay tìm kiếm khu vực và vị trí gặp nạn của máy bay Malaysia. Là trước hết là ta phải sử dụng máy bay AN-26, cái loại máy bay này để bay trên không và quan sát phát hiện cái như vậy là xác định cái vị trí máy bay rơi ở khu vực nào. Anh phải xác định được đúng cái vị trí cái khu vực máy bay rơi. Tức là anh xác định cái khu vực máy bay rơi thì anh mới điều các cái loại máy bay trực thăng Mi-171, máy bay như vậy là Mi-172 có hệ thống như vậy là tới tìm kiếm cứu nạn và các cái tàu của Hải quân, Cảnh sát biển, các lực lượng để như vậy là chúng ta tham gia tìm kiếm và cứu nạn kịp thời. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang bố trí 7 máy bay khác bao gồm một AN-26, 2 trực thăng Mi-171 tại Tân Sơn Nhất, 2 trực thăng Mi-171 tại Đà Nẵng, 2 trực thăng của Tổng Công ty Bay Trực Thăng Việt Nam sẵn sàng lên đường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra có 9 tàu gồm 5 chiếc của Hải quân ở Phú Quốc, 2 tàu Cảnh sát biển ở Phú Quốc và Hòn Khoai, cùng 2 tàu cứu hộ cứu nạn SAR-272 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam sẵn sàng đợi lệnh đi tìm kiếm. Bên cạnh đó, việc huy động phương tiện tìm kiếm của các tàu cá xung quanh khu vực vùng biển phía Nam cũng đã được triển khai. Để thông báo cho tất cả các phương tiện tàu thuyền hoạt động ở trên khu vực biết sự việc trên và quan sát và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thông báo kịp thời cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Cái thứ hai là trao đổi với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao về cái vụ việc trên để chúng ta phối hợp hợp tác quốc tế khi bạn có yêu cầu. Được biết, hiện tại Bộ Chỉ huy Hải quân vùng 5 cũng đã sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ, chờ khi có lệnh là rời căn cứ tại đảo Phú Quốc đi cứu hộ khẩn cấp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cũng đang trong tư thế sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chờ lệnh ứng cứu khẩn cấp. Ngay trong chiều nay, tại Sở Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn Cục Hàng không Việt Nam, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đã xác định vị trí và đưa ra phương án cứu nạn máy bay gặp sự cố. Cụ thể là ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vùng tìm kiếm cứu nạn phía Việt Nam đưa ra để tìm kiếm máy bay là hơn 10.000 km. Cục Hàng không Việt Nam đã chuẩn bị 7 tàu bay ứng trực phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Vào lúc 14 giờ 27 phút chiều nay, chuyến bay cứu nạn đầu tiên chở theo 27 người đã xuất phát và đến vùng tìm kiếm. Hiện tại máy bay đang tiến hành tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn. 15 giờ 30 phút, chiếc máy bay tiếp theo cũng đã tiếp tục di chuyển đến vùng tìm kiếm. Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với lực lượng của 3 nước là Malaysia, Singapore để tìm kiếm cứu nạn. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Cục Hàng hải cũng đang triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển. Thưa quý vị, nhà phóng viên của kênh VTC14 đang có mặt tại Sở Chỉ huy Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam để gửi về những thông tin mới nhất về diễn biến của sự việc này. Xin mời phóng viên Hải Huế. Xin kính chào quý vị khán giả của kênh VTC14. Xin chào MC Thanh Huyền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Sở Chỉ huy Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không thuộc Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự cố mất tích của máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 Malaysia Airlines chở theo 239 người đang được rất là nhiều người quan tâm. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn nhanh với ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để biết rõ hơn về vấn đề này. Chào ông ạ. Thưa ông có thể cho biết là ông đánh giá như thế nào về cái sự cố này ạ? Đây là một cái sự cố mà cho đến bây giờ máy bay mất tích chở 239 hành khách thì là một sự cố rất đáng quan tâm. Và đối với chúng tôi là những người trong ngành thì đây là một cái điều mà chưa xác định được thông tin nhưng mà rất là lo lắng. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nó sẽ xảy ra chứ không phải là những cái điều mà không tốt đẹp đối với lại nước chuyến bay của Malaysia. Về phía Việt Nam thì hiện nay chúng ta đã triển khai những động thái như thế nào trong cái việc tìm kiếm cứu nạn ạ? Ngay sau khi mà nhận được thông tin và được chính phủ chỉ đạo thì chúng tôi đã triển khai ngay các cái biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Toàn bộ hệ thống cứu nạn hàng không và hàng hải đã được triển khai. Và vừa qua thì theo thông tin thì tàu bay của Việt Nam đã phát hiện đến vết dầu nghi vấn. Vết dầu này có khả năng bất thường bởi vì kéo dài tới khoảng 15 đến 20 cây số.
Tuy nhiên là để xác định chính xác thì hiện nay các cái tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển đang tiến đến nơi và sẽ phải mất thời gian để chúng ta xác minh. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, công việc tìm kiếm máy bay mất tích cũng đang được tiến hành rất là khẩn trương tại trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng không này. Vâng, những thông tin cập nhật về sự cố này sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Ngay sau sự cố máy bay Malaysia mất tích xảy ra thì Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tìm kiếm chiếc máy bay này. Và theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Trung Quốc đã triển khai 2 tàu cứu hộ bắt đầu cuộc tìm kiếm. Sau khi mọi nỗ lực liên lạc với máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đều vô vọng. Trong khi đó thì không khí lo lắng căng thẳng đến nghẹt thở đang được thấy tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Trong khi đó, Malaysia triển khai 1 máy bay, 2 trực thăng và 4 tàu thi hành nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển phía đông nước này. Trên Biển Đông, phát ngôn viên Cơ quan Hành pháp Hàng hải Malaysia cho biết, Philippines cũng đã cử 3 tàu tuần tra biển và 1 máy bay trinh sát hỗ trợ công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích. Trong khi đó, bạn bè và người thân của hành khách trên chuyến bay đã bị mất liên lạc của hãng hàng không Malaysia Airlines hiện đang tụ tập tại sân bay Bắc Kinh, ngóng chờ tin tức của chiếc máy bay này trong cực độ lo lắng. Bạn bè và người thân của hành khách trên chuyến bay nói trên tỏ ra rất bức xúc vì thông tin quá ít ỏi. Hiện chính quyền Bắc Kinh đã chỉ đạo cho đưa thân nhân hành khách đến một khách sạn cách sân bay khoảng 14 km để nghỉ ngơi và chờ thông báo chính thức về số phận chiếc máy bay. Còn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng bày tỏ hết sức quan ngại và lo ngại về thông tin một chiếc máy bay Malaysia bị mất tích khi đang trên đường tới Bắc Kinh hôm nay. Thông tin này thực sự rất đáng lo ngại. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người trên chuyến bay được an toàn. Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay, Bộ Ngoại giao nước này và các phòng ban liên quan đã lập tức kích hoạt các cơ chế phản ứng khẩn cấp. Ngay khi có thêm bất kỳ thông tin nào, Trung Quốc sẽ lập tức thông báo. Cho đến thời điểm này thì chính quyền Malaysia vẫn chưa chính thức lên tiếng về điểm rơi của máy bay. Và trong cuộc họp báo trưa nay thì hãng hàng không quốc gia Malaysia nói rằng còn quá sớm để có thể chắc chắn rằng chiếc máy bay này bị rơi trên Biển Đông. Hiện chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng để định vị máy bay cũng như tìm hiểu mọi ngóc ngách của vụ việc. Chúng tôi đang chờ thông tin chính xác từ quân đội Malaysia và phía Việt Nam. Giám đốc điều hành hãng Malaysia Airlines khẳng định trục trặc kỹ thuật không thể là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 777-200 mất tích vào sáng ngày 8 tháng 3. Ông Ahmad Jawhari Yadya, giám đốc điều hành Malaysia Airlines khẳng định rằng các chuyên gia chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Boeing 777-200 mất tích vì sự cố kỹ thuật. Chiếc máy bay đã hoạt động trong 11 năm 10 tháng. Nó mang đủ nhiên liệu để có thể hoạt động tới tận 8 giờ 30 phút sáng nay. Hãng Malaysia Airlines đã tìm hiểu điều kiện thời tiết trong quá trình bay của phi cơ. Thời tiết hoàn toàn thuận lợi trong quá trình chuyến bay diễn ra. Trong khi đó, báo The New Straits Times đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia viết trên tài khoản Twitter của mình rằng ông kêu gọi công chúng không nên đưa ra những suy đoán về chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines. Ông cho biết mình đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan liên quan, gồm không quân, tham gia xác định vị trí chiếc máy bay, đồng thời cầu nguyện cho những người có mặt trên chuyến bay này. Trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn máy bay MH370 mất tích trên biển vẫn đang được tiến hành vô cùng khẩn trương, thì trên các diễn đàn Internet và mạng xã hội, cư dân mạng đang dành những lời động viên, chia sẻ và cầu nguyện chân thành nhất dành cho những hành khách trên chuyến bay này. Trên trang mạng xã hội Facebook của hãng hàng không Malaysia, cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang cập nhật chia sẻ tin tức mới nhất về công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn máy bay gặp nạn từng phút một. Dù biết là mong manh, song đa phần mọi người đều hy vọng rằng máy bay không gặp phải sự cố nghiêm trọng và những hành khách trên chuyến bay đều sẽ được bình an. Nhiều người còn cho biết sẽ cầu nguyện cả đêm cho những hành khách đang mất tích. Tại Việt Nam thì cư dân mạng cũng đang theo sát diễn biến của vụ việc. Hy vọng mọi người đều bình an, cầu mong thảm họa không xảy ra là nội dung chính của hàng trăm câu bình luận đang được chia sẻ trên mạng Internet vào lúc này. Cơ trưởng Amasat trên máy bay đã mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines có kinh nghiệm 18.365 giờ bay. Đây là thông tin do Giám đốc điều hành Malaysia Airlines vừa mới đưa ra thông tin trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Cơ trưởng chuyến bay là Zahari Amasat, là người Malaysia 53 tuổi.
Ông làm việc cho hãng hàng không Malaysia từ năm 1981, tức là có hơn 30 năm kinh nghiệm bay. Cơ phó là ông Farid Abhamid, 27 tuổi, quốc tịch Malaysia, với tổng giờ bay là 2.763 giờ. Hiện hãng hàng không quốc gia Malaysia đang quản lý trên 100 máy bay, bao gồm có 15 chiếc Boeing 777-200. Thông báo của hãng hàng không Malaysia cho biết, chuyến bay MH370 bằng máy bay Boeing 777-200 có 239 người, gồm 227 hành khách, 2 trẻ em và phi hành đoàn 12 người. Không có người Việt Nam nào có mặt trên chuyến bay này. Hành khách thuộc 14 quốc tịch gồm Malaysia 38 người, Trung Quốc có 153 người, Indonesia có 12 người, Úc có 7 người, Mỹ có 4 người, Pháp có 3 người, Ukraine, New Zealand và Canada, mỗi nước đều có 2 người. Đài Loan, Ý, Áo, Hà Lan, Nga, mỗi nơi có 1 hành khách. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia kêu gọi người thân, gia đình những hành khách trên chuyến bay mất tích hãy bình tĩnh và đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Lộ trình bay của chiếc B777 này là Vịnh Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Nhà phân tích hàng không độc lập Gary Sozetman ở Indonesia cho rằng 24 giờ tới là giờ vàng cho công tác tìm kiếm và cứu hộ đối với máy bay Boeing 777-200 bị mất tích. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì số phận của chiếc máy bay bị mất tích thuộc hãng Malaysia Airlines cùng tất cả 239 hành khách và phi hành đoàn vẫn chưa được xác định. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, đây sẽ là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong vài năm trở lại đây. Vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 2 năm nay, khi một chiếc máy bay vận tải quân sự HQ C-130 chở 78 người bị rơi ở khu vực núi non miền đông Bắc Algeria. Theo hãng tin Reuters, chỉ có duy nhất một người trên máy bay may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng này. Trước đó, vào ngày 17 tháng 11 năm 2013, chiếc Boeing 737 của hãng Tajikistan Airlines đã bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh ở Kazan, Nga. Vụ tai nạn này đã khiến toàn bộ 50 người trên máy bay đều tử vong. Năm 2013 cũng là một năm đen tối đối với ngành hàng không của Lào. Vào ngày 16 tháng 10, chiếc máy bay ATR-72600 của hãng Lào Airlines đã lao xuống sông Mekong trong khi hạ cánh. Tổng cộng 49 người gồm các công dân của Lào và 10 nước khác thiệt mạng. Vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong năm 2012 phải kể đến sự cố xảy ra với hãng Dana Air vào ngày 3 tháng 6. Chiếc máy bay chở 153 hành khách đã rơi xuống đúng khu vực đông dân cư ở thành phố Lagos của Nigeria. Ngoài toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, vụ tai nạn còn khiến 7 người trên mặt đất thiệt mạng. Thưa quý vị, cho tới thời điểm này thì cơ quan chức năng của Malaysia vẫn chưa nhận được thông tin về chiếc máy bay mất tích trên biển. Và theo thông tin từ cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam thì có thể là đã phát hiện được một vệt dầu loang dài khoảng 20 km trên vùng biển được xác định là có thể máy bay mất tích. Thưa quý vị, không khí lạnh và ẩm ướt trong những ngày đầu tháng 3 này hoạt động khá nhiều so với mọi năm. Các đợt mưa lạnh và nồm ẩm cứ kế tiếp nhau ở miền Bắc. Mặc dù là hai ngày cuối tuần này trời sẽ khô ráo hơn đôi chút trước khi bước vào một đợt mưa ẩm mới kéo dài. Đặc biệt nhiều nơi trời chuyển rét do sự tác động của khối khí lạnh tăng cường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Khối không khí có tính chất khô và lạnh tràn về, đồng nghĩa với việc trời sẽ tạnh ráo hơn đôi chút, mưa giảm dần nhưng nền nhiệt lại giảm xuống khoảng 2-3 độ, trời rét. Tuy nhiên, tình trạng khô ráo chỉ diễn ra trong 1-2 ngày và đến khoảng thứ hai đầu tuần sau, khối khí lạnh sẽ ổn định và trượt ra phía đông. Lúc này trường gió đông nam ở vùng vịnh lại không chế, cho nên mưa phùn, sương mù và nồm ẩm sẽ quay trở lại Đông Bắc Bộ và duy trì cho đến cuối tuần. Đối với khu vực Tây Bắc Bộ thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mà hoạt động của vùng thấp phía Tây cũng sẽ yếu hơn, thời tiết sẽ có những chuyển biến rõ rệt khi mây nhiều lên, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, độ ẩm tăng lên và nhiệt độ giảm xuống 2-3 độ sẽ làm dịu đi cái nắng nóng và giảm nguy cơ cháy rừng ở một số vùng núi cao thuộc Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu. Dịch cúm gia cầm đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉnh Gia Lai vừa phát hiện 3 ổ dịch mới với khoảng 20.000 con gà bị nhiễm bệnh tại địa bàn xã Ia Krai, huyện Đắk Pơ và thành phố Pleiku. Cả ba ổ dịch đều có quy mô trang trại của hộ gia đình. Việc dập dịch và kiểm soát bệnh đang được địa phương này khẩn trương thực hiện để tránh lây lan diện rộng. Chi cục thú y tỉnh Gia Lai đang tiến hành làm thủ tục để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch cúm gia cầm AH5N1 trên địa bàn.
Ngày 7 tháng 3, Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm 1.500 con của hai hộ chăn nuôi là ông Hoàng Văn Thùy và ông Nguyễn Trọng Liên ở tổ 12 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, đồng thời tổ chức tiêu độc khử trùng trong khu vực có dịch, giám sát chặt chẽ người và các phương tiện qua lại trong vùng để tránh bệnh lây lan. Cuối năm 2013 và đầu năm 2014 vừa qua, thủ đô Hà Nội phải đối mặt với dịch sởi và nguy cơ dịch thủy đậu bùng phát trong thời tiết ấm ẩm đông xuân. Mặc dù là những người đứng đầu ngành y tế thủ đô luôn nói đến việc tăng cường phòng dịch, nhưng có một thực tế đã diễn ra nhiều tháng nay, đó là nhiều loại vaccine phòng bệnh đã hết. Tấm biển thông báo hết vaccine này tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã treo nhiều tháng nay. Nhiều loại vaccine mà Hà Nội đang hết như thủy đậu hay vaccine 6 trong 1, vaccine 5 trong 1 Pentasim, vaccine sởi cho trẻ dưới 1 tuổi. Đây đều là các loại vaccine dịch vụ có giá thành cao, có loại là gần 700.000 đồng một mũi. Đắt đỏ là vậy, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn có nguyện vọng tiêm cho con mình. Bé như mình thì được cũng gần 15 tháng rồi. Đấy thì mình cũng muốn là tiêm thủy đậu, nhưng mà hiện tại thì cũng có thấy các bác sĩ ở đây bảo là hết vaccine. Nhà mình cũng chưa tiêm được. Đợt này thì mình cũng thấy là đang có dịch thủy đậu ấy, thì mình cũng khá là sốt ruột về cái vấn đề này. Thực ra là tiêm phòng cho bé thì mình cũng đỡ lo hơn. Bé nhà mình thì 9 tháng tuổi thì đi tiêm thì cũng hết vaccine. Nhà mình cũng đã tiêm cho bé trên một tuổi thì nhà mình cũng đã tiêm rồi. Đúng rồi. Rồi vâng. Cái đấy thì phải cuối tháng 3 đầu tháng 4 mới có vaccine nhé chị nhá. Khoảng là 40-50 cuộc điện thoại gì đấy. Mình hỏi là cái đấy vaccine thủy đậu nó chưa biết được bao giờ nó hãng sản xuất nó sản xuất về cho bên mình nhập được về nhá. Nhu cầu phòng bệnh của người dân là có. Người dân cũng sẵn sàng bỏ tiền để con mình được tiêm phòng. Nhưng khi nguồn vaccine cạn, nguyên nhân cũng được lý giải là vì người dân. Khi trẻ đến tuổi tiêm chủng thì các phụ huynh nên đưa con đi tiêm chủng đúng lịch đầy đủ, chứ không chờ đến lúc mà có dịch thì mới đưa con đi tiêm, dẫn đến một tình trạng là có thể có một cái thời điểm nào đó có thể nó dẫn đến là nhu cầu nó tăng đột biến, thì cái việc cung ứng vaccine có thể có những lúc thời điểm nhất định có những lúc gặp khó khăn. Trước diễn biến của dịch thủy đậu vào giữa tháng 2 vừa qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cho nhập khẩu khẩn cấp 77.600 liều vaccine phòng thủy đậu. Nhưng cho đến nay, số vaccine này vẫn bật vô âm tín. Và chưa có một cơ quan nào thuộc Bộ Y tế đưa ra câu trả lời chính thức về việc chậm trễ này. Theo tôi thì các trung tâm y tế dự phòng thì cần phải có những cái sự chuẩn bị dự phòng thêm về vaccine đầy đủ cho các cháu. Theo tôi thì cái việc mà thiếu vaccine một thời điểm nhất định nào đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái việc phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội. Tiêm phòng vaccine là biện pháp hữu hiệu để ngừa các loại bệnh truyền nhiễm. Hết vaccine đồng nghĩa với việc giảm khả năng phòng bệnh. Và sau những lo lắng về chất lượng vaccine liên quan đến các biến chứng nặng sau tiêm chủng, người dân lại phải đối mặt với nỗi lo không có vaccine để tiêm phòng. Chuyên gia nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết vaccine phòng chống cúm H7N9 có thể được đưa ra thị trường vào tháng 5 tới. Theo bà Lý Lan Quân thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, vaccine phòng chống cúm H7N9 đang được giao nộp cho cơ quan kiểm soát thuốc của Trung Quốc để tiến hành thử nghiệm. Số liệu chính thức cho thấy cúm H7N9 đã khiến 120 người tại Trung Quốc bị lây nhiễm, trong đó có ít nhất là 36 trường hợp tử vong tính từ đầu năm đến nay. Nạn nhân mới nhất là một cụ ông 75 tuổi tử vong vào cuối tuần qua tại Quảng Châu. Bà Lý Lan Quân cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy virus cúm H7N9 lây từ người sang người. Chuyển sang những tin tức quốc tế khác, một cuộc đối đầu liên quan tới các binh sĩ thân Nga bên ngoài một căn cứ quân sự của Ukraine gần thành phố cảng Sevastopol tại Crimea ngày 7 tháng 3 đã kết thúc trong êm thấm và không xảy ra nổ súng. Hãng thông tấn Interfax Ukraine vào tối ngày 7 tháng 3 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một chiếc xe tải đã đâm vào cổng của căn cứ phòng thủ tên lửa A-2355 ở ngoài ô thành phố Sevastopol và khoảng 20 nam giới đã vào bên trong và ném lựu đạn. Cuộc đối đầu mới nhất diễn ra chỉ vài giờ sau khi các nghị sĩ Nga cam kết ủng hộ Crimea nếu vùng này muốn sáp nhập vào Nga. Ít nhất 35-60 người đã xâm nhập bằng cách phá vỡ cửa và các hàng rào chắn. Họ cảnh báo rằng họ có thể sử dụng vũ khí. Quốc hội Crimea ngày 6 tháng 3 đã thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3 về việc bán đảo có sáp nhập với Nga hay vẫn là một phần của Ukraine.
Mới đây, tập đoàn dầu khí Gazprom đã dọa ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine. Lời đe dọa trên được đưa ra do Ukraine đã lỡ hẹn thanh toán tiền khí đốt tháng 2 cho Nga vào ngày 7 tháng 2. Theo chủ tịch Gazprom, số tiền mà nước này nợ Gazprom, tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga, cũng đã tăng lên đáng kể. Kể cả số tiền chiết khấu giá khí đốt trong quý 1 năm nay, thì số nợ tồn đọng của Ukraine đã lên tới 1,89 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Gazprom cũng cảnh báo nếu Ukraine không trả tiền khí đốt thì họ sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng như năm 2009. Trong cuộc khủng hoảng 5 năm trước đây, Nga đã ngừng việc cung cấp khí đốt cho châu Âu trong thời gian 20 ngày do những căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kể từ ngày 1 tháng 4 tới, Gazprom sẽ không còn cung cấp khí đốt cho Ukraine với mức giá đã chiết khấu theo đúng thỏa thuận hỗ trợ mà Nga và Ukraine đã ký tháng 12 năm 2013. Vào ngày hôm qua, thì Nga đã cáo buộc EU đang đưa ra một quan điểm rất không mang tính xây dựng khi ngừng các cuộc đàm phán với Nga về việc nới lỏng lệnh cấm thị thực liên quan đến tranh chấp tại Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc Tổng thống Putin tìm ra giải pháp ngoại giao đối với khủng hoảng ở Ukraine trong một cuộc điện đàm kéo dài. Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7 tháng 3. Thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, chủ nghĩa cơ hội đang khiến EU mất đi lý trí cần thiết để ít nhất là lắng nghe quan điểm của đối tác chiến lược của EU là Nga. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 6 tháng 3 tuyên bố việc áp đặt lệnh trừng phạt với Nga có thể dẫn tới nguy cơ không thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Ukraine. Dù chúng ta chưa đạt được một bước đột phá nào, tôi tin rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu chúng ta từ bỏ các nỗ lực chung. Bước đầu, EU đã bỏ phiếu ngừng việc đàm phán miễn thị thực với Nga và trao đổi về gói hợp tác kinh tế mới với nước này. Tuy nhiên, sau đó các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng đưa ra quyết định áp đặt lệnh đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với một vài cá nhân cụ thể. Trong ngày hôm qua, cơ quan thanh tra Thái Lan thông báo họ đã chuyển một đơn kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp, trong đó yêu cầu hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 2 tháng 2. Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Lắc đề nghị quân đội làm trung gian hòa giải. Tờ Nation tuyên bố của cơ quan trên cho biết đơn kiến nghị do giảng viên luật Kittipong Khamon Thamwang của Trường Đại học Thammasat đệ trình đã được chuyển lên tòa hôm 6 tháng 3. Trong đơn kiến nghị, giảng viên Kittipong cho rằng cuộc bầu cử trên thiếu sự công bằng, đồng thời viện dẫn những lý do như không thể hoàn thành việc bỏ phiếu trong một ngày theo quy định của Hiến pháp và việc đăng ký ứng cử viên còn chưa minh bạch. Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan đã đề nghị quân đội làm trung gian hòa giải. Trong diễn biến khác, vài giờ sau khi hai người bị thương trong một vụ xả súng tại khu vực biểu tình chống chính phủ cùng ngày, giới chức Thái Lan đang đánh giá về khả năng duy trì tình trạng khẩn cấp đã trì hoãn quyết định của họ và cho biết sẽ đánh giá tình hình vào tuần tới. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 8 tháng 3 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.